fan Hồ Văn Cường bức xúc lên tiếng sau sự việc hàng loạt báo chí đưa tin về câu chuyện người hâm mộ tặng tiền cho thần tượng. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, show diễn của Hồ Văn Cường tại thành phố Cần Thơ, công chúng choáng ngộp trước số lượng món quà khủng được fan gửi tặng cho giọng ca đất Gò Công. Sau đêm diễn, hàng loạt báo chí đã đưa tin về những món quà khủng này. Bên cạnh đó, nhiều báo chí nổi tiếng cũng đồng loạt đưa tin về câu chuyện người hâm mộ tặng tiền cho thần tượng. Nhiều tờ báo đã giật tiêu đề, fan chi hàng trăm triệu, tiền tỷ tặng quà cho thần tượng và hệ lụy sau sự hào nhoáng. Nội dung bài báo nói về những ý nghĩa tốt đẹp về việc người hâm mộ tặng tiền cho thần tượng, đồng thời cũng chỉ ra mặt trái của sự việc tặng tiền có giá trị cao cho nghệ sĩ. Nội dung của các bài báo có nhắc đến nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Cụ thể một bài báo viết: xoay quanh câu chuyện nghệ sĩ được người hâm mộ tặng nhiều tiền mặt, quà cáp, nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: liệu người hâm mộ có mù quáng và lãng phí khi tặng quà giá trị cao cho thần tượng? Người coi đó là sự biết ơn của nghệ sĩ, người lại cho rằng hành động này tạo nên sự so sánh về vật chất giữa những người hâm mộ. Thậm chí có ý kiến cho rằng, thay vì dùng tiền làm quà tặng để đánh bóng tên tuổi của thần tượng trên truyền thông, có thể cùng họ làm từ thiện, ủng hộ hoạt động xã hội có ích. Thực tế một số nghệ sĩ nổi tiếng có lượng người hâm mộ đông đảo. Fan tặng quà, hoa tiền không chỉ là một sự khích lệ mà còn là một cách thể hiện tình cảm và sự ủng hộ đối với nghệ sĩ. Mua quà tặng thần tượng là việc làm tự nguyện, xuất phát từ tình yêu và sự mến mộ của khán giả dành cho thần tượng. Việc nghệ sĩ khoe quà hoa tiền có thể tạo động lực cho người khác và truyền cảm hứng. Khi fan thấy nghệ sĩ mình yêu thích nhận được những phần thưởng và ủng hộ từ cộng đồng, điều này có thể khích lệ và truyền động lực cho họ theo đuổi ước mơ và nỗ lực để đạt được những thành công trong sự nghiệp. Tuy vậy, khi quà tặng có giá trị lên đến hàng trăm triệu hoặc cả tỷ đồng, câu chuyện tặng quà có thể sẽ gây nhiều tranh luận về giá trị. Nếu việc tặng quà có giá trị cao cho thần tượng trở thành một trào lưu, có thể bị xem là hành động cổ suý sự phung phí. Có những người sẵn sàng chi ra số lớn chỉ để thần tượng vui, gây sự chú ý với truyền thông. Khi đó tên tuổi người nghệ sĩ sẽ được nhắc tới, độ chịu chi của người hâm mộ dành cho thần tượng gây tò mò và công chúng xem đây như một chủ đề hot. Tuy nhiên, việc tặng và khoe quà, hoa tiền cũng có thể gây ra một số vấn đề tiêu cực. Nghệ sĩ cần thận trọng, cân nhắc để việc này ở phạm vi lành mạnh và tránh nảy sinh những rắc rối. Nếu nghệ sĩ chỉ tập trung vào việc khoe quà, hoa tiền mà không có tài năng, sự đóng góp nghệ thuật xứng đáng, còn có thể gây mất đi sự tôn trọng và lòng tin của người hâm mộ. Hành động này dễ bị hiểu là khoe khoang quá đà, mất đi giá trị của quà tặng. Khi nghệ sĩ liên tục khoe quà, hoa tiền trên mạng xã hội có thể tạo ra áp lực cho người hâm mộ khác cảm thấy cần phải làm điều tương tự. Nhiều người hâm mộ đơn thuần có thể cảm thấy xa lạ và không đủ may mắn để tiếp cận, cũng như cuộc sống xa hoa của nghệ sĩ, làm giảm đi hay mất đi sự chân thành và tương tác thực giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Để được công nhận, người hâm mộ có thể ganh đua, cạnh tranh không lành mạnh và tăng lên sự xa cách, thiếu tự tin trong cộng đồng fan. Việc khoe quà tiền cũng có thể tạo ra hình ảnh không thực tế về cuộc sống thực của nghệ sĩ. Khán giả có thể bị mê hoặc và nhìn nhận nghệ sĩ và cuộc sống theo một cách khác, không đánh giá đúng năng lực và tài năng. Thay vì chú ý vào sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ, quà tặng chỉ tạo ra một hình ảnh hào nhoáng và không đáng tin cậy về nghề nghiệp này. Việc khán giả tặng quà cho nghệ sĩ là cách họ thể hiện tình cảm với thần tượng. Nghệ sĩ có quyền nhận hoặc không nhận đối với các món quà có giá trị cao. Nhưng họ cần tinh tế, tiết chế trong những hoạt động thuộc về đời sống cá nhân, nhất là việc khoe quà, hoa tiền có giá trị cao là chủ đề nhạy cảm. Người hâm mộ tặng quà cho thần tượng không sai, nhưng vật phẩm có giá trị cao, tiền nhiều, cần dựa trên nền tảng mối quan hệ gần gũi, đồng cảm và tình yêu đối với nghệ thuật. Món quà đó chứa đựng giá trị tinh thần, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cũng giúp cho người nghệ sĩ cảm thấy ấm lòng, động viên họ cống hiến cho nghệ thuật và đóng góp cho xã hội. Việc khoe quà hoa tiền chỉ tạo ra một hình ảnh bề ngoài nhất thời, không phản ánh được những nỗ lực và sự đóng góp thực sự của một người, nên cần tiết chế để tránh làm mất đi giá trị của những thành tựu thực sự. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau khi bài báo này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã lên tiếng bức xúc viết: người cho và người nhận dựa trên tính độc lập và chủ quyền cá nhân của họ, miễn sao không sai phạm đạo đức và pháp luật. Đồng tiền chính nghĩa nó khôn lắm, và người sử dụng đồng tiền muốn thế nào là quyền của họ, miễn sao đồng tiền sạch, không dính dáng đến phi pháp. Người nghệ sĩ có quyền nhận và tự hào vì những đóng góp của mình xứng đáng với lòng tin yêu của công chúng.
ít hay nhiều giá trị tôn trọng vẫn được coi ngang nhau vì lòng mến mộ. Tuy nhiên, những món quà lớn đôi khi vẫn tiềm ẩn những mập mờ vì có khi họ phải giấu danh tính nên người nghệ sĩ phải biết đó là ai. Có vấn đề ơn nghĩa ở đây không? Tuy nhiên, không cần phải đem ra giải thích hay phân vân gì khi biết fan hâm mộ của mình là người chân chính, nghiêm túc và quảng đại. Riêng cá nhân tôi, bài báo nói không sai, nhưng vấn đề ở đây tác giả bài báo đang có tính đa nghi về độ chịu chơi của fan Hồ Văn Cường. Đối với ca sĩ Hồ Văn Cường, em còn nhỏ nên chỉ biết đam mê ca hát, chưa có tính tham vọng, nên em đã từ chối những món quà hàng trăm bảy tỷ đồng ngay từ ban đầu. Lúc mới rời căn nhà của mẹ nuôi thì bó hoa 120 triệu đồng chưa phải là lớn. Vì fan Cường có người rất giàu, muốn đổi đời cho em ấy, vì em ấy xứng đáng và bù đắp những gì em ấy phải chịu bất công. Riêng bản thân những người như chúng tôi, chỉ tiếc rằng không giàu có. Nếu giàu có một chút, sẽ không tiếc với em ấy điều gì. Dù sao cũng vô cùng cảm ơn vị khán giả đã chi mạnh tay cho bó hoa rất đẹp về cả tình cảm lẫn vật chất, như những tràng pháo tay mà fan khắp mọi miền và cả kiều bào hải ngoại đang cổ vũ em ấy. Tết năm nay chắc chắn Cường sẽ có nhiều phần quà hơn để giúp đỡ người nghèo ở quê nhà như năm qua em ấy đã làm. Cảm ơn sự quan tâm và tò mò của tác giả bài báo. Báo ơi cho hỏi tí, trước khi viết đã gặp nhà báo HN tham khảo chưa? Báo viết thì phải công tâm và viết báo thì phải tìm hiểu cụ thể để áp cho từng trường hợp nhé. Xanh đọt chuối toàn người có học, rất nhân văn và đầy ắp yêu thương. Người ta tặng idol của mình vì idol của mình xứng đáng được như thế. Tìm chỗ khác mà cá kiếm đi báo à, cứ công kích thế này thì các bà, các mẹ, cô dì, chú bác, anh chị càng tặng cháu nhiều hơn thế. Đừng đánh cháo khái niệm báo nhé. Đừng dạy người có tiền xài tiền. Họ thích thì họ xài thôi. Có năng lực, có tài năng thì mới xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp chứ. Hồ Văn Cường đang còn khiêm tốn khi khoe quà. Đó gặp tôi đi sâu về, đổ lì lì ra rổ chụp chơi, nghe là biết có mùi tức tối và muốn ngăn cản những điều đó xảy ra. Sao báo không lên viết bài, ngăn cản em ấy được tặng quà từ năm 13 tuổi, sâu ở nước Úc nhỉ, khán giả cho tiền rớt lên rớt xuống đầy sân khấu. Ca sĩ Hồ Văn Cường có giọng ca đẹp, chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, nên một show diễn có từ 500 đến 700 khán giả. Khán giả yêu thích là thước đo khẳng định tài năng và cống hiến của nghệ sĩ. Hồ Văn Cường thực sự là một tài năng ca nhạc được mến mộ đó nhé. Tết năm 2023, Hồ Văn Cường cho ra hai bài hát Mùa Xuân Bên Nhau đã vang khắp mọi miền Tổ quốc và hải ngoại. Đó là sự cống hiến lớn cho dân, cho nền ca nhạc nước nhà đó nhé. Khán giả yêu thương hâm mộ và tặng cho, mong muốn Cường có một tương lai tốt hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của cư dân mạng sau khi bài báo này xuất hiện trên mạng xã hội.